Ồ, hãy nhìn con cún nhỏ nhắn cute này đi, chẳng ai xem nó như một mối nguy hiểm cả, thậm chí con bé cún này còn chẳng có chút nguy hiểm nào. Đấy thấy không, quá ư là cu. Thì dù gì khi đó Pochita đã nhập vào người Denchi nên mới thành ra như vậy. Nhưng thứ chúng ta quan tâm trong video này không phải là việc con cún đó như thế nào, mà là giải quyết câu hỏi tại sao Makima lại quan tâm Denchi đến như vậy ngay sau khi kết thúc tập 1 với một khung cảnh đầy mùi tiết canh. Thậm chí, một thợ săn quỷ quốc gia đã chấp nhận nuôi một tên mồ côi, lại còn vừa hợp nhất với quỷ chỉ sau một đêm. Liệu tình cảm dành cho Denchi là thật hay nó chỉ là một sự lợi dụng? Hôm nay, mời anh em cùng Bi trên Showman tìm hiểu về sự thật về sức mạnh quỷ cưa, tình yêu mãnh liệt Makima dành cho Denchi. Cảnh báo spoiler, nội dung trong video sẽ tiết lộ một số tình tiết có trong manga và anime. Nếu không quan tâm thì video sẽ được chiếu tiếp sau 3, 2, 1, bắt đầu. Thì hiện tại bên mình có bán Monster Chainsaw Man với cực kỳ là nhiều mẫu mã và đang ưu đãi mua 5 tặng 1 free ship. Anh em nào quan tâm thì hãy mua ngay tại Shopee của mình nhé. Đầu tiên, bản chất tình yêu của Makima. Trước khi thay đổi vận mệnh cuộc đời được bao ăn, bao ở thì Denchi đã có một cuộc sống vạn người chê. Cho đến khi biến cố mất mạng, buộc cậu phải cùng con chó đầu cơ của mình là Pochita hợp nhất, tạo thành một thứ quỷ không ra quỷ, người không ra người, thậm chí cũng không được xếp vào loài quỷ nhân, một trường hợp đặc biệt nhất. Và khi trở thành một thợ săn quỷ chính thống, Denchi vẫn mang tư tưởng hòa hợp giữa người và quỷ, bởi ngay từ nhỏ cậu đã không có một người bạn đúng nghĩa, nên dù người hay quỷ chỉ cần được làm bạn, thanh niên cũng đều chấp nhận tốt. Về phần con người thì không như vậy, ác quỷ vốn mạnh lên từ cảm giác sợ hãi, tiêu cực của con người. Nơi đâu có hỗn loạn càng nhiều thì ác quỷ nơi đó càng mạnh, kiểu như nếu nỗi sợ hãi là súng thì sẽ có quỷ súng, nỗi sợ hãi là kiếm thì sẽ có quỷ kiếm, vân vân và mây mây. Điển hình như súng là thứ vũ khí đã gây ra biết bao cuộc chiến tranh, thậm chí ngay cả thời bình, việc có một tên khùng nào đó cầm súng đứng giữa đường cũng khiến nhiều bà con sợ chết khiếp rồi, chứ đừng nói gì đến nã đạn. Điều này dẫn đến việc có quá nhiều cảm giác sợ hãi đặt lên súng, cho nên quỷ súng mới trở thành con quỷ nguy hiểm trên toàn cầu chỉ vỏn vẹn 5 phút, một mình đó đã cho 1,2 triệu người trên các quốc gia bốc hơi khỏi mặt đất. Vì vậy, con người chỉ sử dụng ác quỷ như một công cụ để trả thù hoặc tự bảo vệ mình. Nhưng Denchi và Pochita thì khác. Cả hai đều là những con chó hoang theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đều sống trong hoàn cảnh khó khăn, phải dựa vào nhau để tồn tại. Nhờ vậy mà giữa họ mới hình thành thứ gọi là tình bạn. Thậm chí, cái mối quan hệ giữa họ gần như là máu mủ ruột thịt luôn ấy. Dù vậy, ở đời vẫn không cho ai cái gì. Con người muốn dùng sức mạnh của quỷ phải thông qua một thứ được gọi là khế ước. Cứ thế, mỗi lần sử dụng sức mạnh thì người đó phải đánh đổi một cái gì đó với cái giá con quỷ chấp nhận được. Thường thì sẽ là những bộ phận trên cơ thể hoặc chính sinh mạng luôn. Denchi và Pochita cũng vậy. Sau khi bị quỷ zombie xé xác và ném vào thùng rác, Pochita đã yêu cầu Denchi lập một giao kèo và giao kèo đó cũng chưa từng được đề cập tới. Chúng ta chỉ biết đơn giản là quỷ cưa muốn thấy ước mơ của cậu thành hiện thực và ước mơ này bao gồm được ăn ngon, được sống một cuộc sống bình thường và được chạm vào... véo gái. Nó. Kết quả cho khế ước đó như ở tập 1 anime, đó là Pochita biến thành trái tim, còn cơ thể bộ não Denchi vẫn được giữ nguyên mà vẫn sử dụng được sức mạnh của quỷ. Hành động của Pochita một phần bắt nguồn từ sự đồng cảm dành cho Denchi khi họ cùng nhau trải qua khoảng thời gian sống kham khổ. Đồng thời quỷ cưa cũng đóng vai trò như một cơ chế bảo vệ thành nhân vật chính Ốc Bò khi thanh niên này thà làm con chó của Makima hơn là tự quyết định hướng đi của cuộc đời. Lý do cho việc này liên quan đến một ký ức đau thương từ bé khiến Denchi không thể đưa ra tiếng nói khi đứng trước các quyết định khó khăn. Cánh cửa đóng kín tâm trí ẩn dụ cho sự bảo vệ của Pochita, thậm chí để chắc chắn thằng Mên không nghịch ngu, quỷ cưa còn nhiều lần cảnh báo cậu không được mở cửa. Tuy nhiên, thế lực Makima quá ư là lớn, buộc Denchi phải mở cánh cửa để nhớ lại những bí mật khủng khiếp rằng chính cậu đã là kẻ giết cha ruột của mình chứ không phải bị tai nạn như ở tập 1 đã nhắc tới. Có thể nói, do cuộc sống dồn ép đã khiến Denchi không ít lần tự đặt câu hỏi về phần nhân tính bên trong con người mình. Xuyên suốt câu chuyện Chainsaw Man, Denchi thậm chí chưa hề khóc dù chỉ một lần, ngay cả người bạn thân qua đời, cậu vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào. Tất cả những việc này đã kéo nam chính vào một cuộc khủng hoảng với những suy nghĩ phức tạp. Và để nhằm trốn tránh, chối bỏ nó, cậu đã tự xem mình giống như là một con chó, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Đây là lý do vì sao Pochita biết được nếu Denchi phát hiện bản thân giết cha thì cậu sẽ hoàn toàn mất đi ý chí sống. Tiếc rằng sự thiếu hiểu biết hay nói thẳng ra là sự đần độn của cậu đã ném như màn thông não bởi Reze về cái giá cho cuộc sống vào trong sọt rác. Cậu không thể đưa ra quyết định cuộc sống. Makima đã lợi dụng điểm này lập nên một kế hoạch khiến Denchi thấy địa ngục thật sự là gì, dễ dàng thao túng và giết chết người đồng đội Aki cùng với Power.
Mặt khác, cánh cửa bí mật được mở như đại màn giết cha đã khiến Denji tin rằng bản thân không xứng đáng bất kỳ hạnh phúc nào trên thế giới này, trên cuộc đời này. Từ ý chí sống, ước mơ, khát vọng trong người cậu đều biến mất. Dẫn đến quỷ mái cưa thực sự lộ diện đồng thời chiếm lấy cơ thể Denji, khiến kế hoạch Makima thành công. Đây là khi danh tính thật sự của Pochita mới được tiết lộ. Tiếp đến, sự thật về Pochita. Quỷ mái cưa không hề giống với bất kỳ con quỷ ngẫu nhiên nào khác trong chapter 84. Hắn là cơn ác mộng đối với mọi con quỷ từng tồn tại ở địa ngục và trên cả trái đất. Thậm chí, quỷ cưa còn được mệnh danh là người hung địa ngục với cái tên Chainsaw Man. Khi được thức tỉnh, một nhân dạng mới xuất hiện với cơ thể cuồn cuộn cơ bắp. Một con quái vật có bốn tay cùng với chiếc khăn quàng cổ. Nói thẳng ra là tên này dùng bộ phận phá lấu làm khăn quàng cho nó badass thêm. Khi xưa, quỷ cưa đã có một trận chiến khốc liệt với những con quỷ vũ khí và tứ kỵ sĩ. Trận chiến này đã khiến quỷ cưa bị thương nặng. Thắng thua thì chưa rõ, nhưng bằng cách nào đó quỷ cưa đã biến mất và đến được trái đất. Trong hình dạng yếu ớt nhất của mình là một con chó có cái đầu cưa bé bé xinh xinh cute mà chúng ta gọi là Pochita ấy. Ngoài ra, bất kỳ kẻ nào bị chính quỷ cưa ăn thì sự hiện diện của chúng đều sẽ bị xóa sổ khỏi quá khứ đến hiện tại và ngay cả trong ký ức từng cá thể. Điều này có nghĩa nếu Makima bị hắn ăn thì mọi thứ cô làm từ trước đến nay đều biến mất. Thậm chí là một chút ký ức về người đàn bà này cũng sẽ không còn. Ngay từ những tập đầu tiên, chúng ta đã biết rằng ác quỷ không chết theo đúng nghĩa đen. Bởi vì ấy, mỗi khi ác quỷ bị giết thì chúng sẽ tái sinh ở địa ngục mà không có bất kỳ ký ức nào ở quá khứ. Và sau khi bị giết ở địa ngục thì chúng sẽ quay trở lại với nhân giới, nó giống như là một vòng tuần hoàn bất tận. Miễn là con người còn nỗi sợ thì chúng vẫn sẽ hiện diện ở đó. Và trong vô số con quỷ bị quỷ cưa ăn, bao gồm có quỷ thế chiến thứ hai, quỷ bệnh HIV, quỷ vũ khí hạt nhân, quỷ nối lửa, quỷ đức quốc xã, vân vân. Những con quỷ này đều từng tồn tại cho đến khi quỷ cưa ra tay và chúng hoàn toàn biến mất khỏi ký ức con người sau khi quỷ cưa ăn bọn chúng. Có thể nói rằng quỷ cưa giống như là một biểu tượng khủng bố, một nỗi sợ hãi của toàn bộ địa ngục. Vì vậy, để tránh bị xóa sổ hoàn toàn, tất cả các con quỷ khác phải truy sát Denji cho bằng được. Nhưng còn Makima thì khác, cô là fan của tên khủng bố này. Cái Makima muốn không phải là tiêu diệt quỷ cưa, mà là muốn kiểm soát quỷ cưa, tạo ra một thế giới không có chiến tranh, nạn đói, cái chết, mây mây. Song với đó, nếu kế hoạch thất bại, cô vẫn sẵn sàng để người cưa ăn, bởi nó cũng nằm trong một trong số các ước muốn của Makima. Nói chung, Makima nó giống như kiểu là một cái con mà nó cuồng, quỷ cưa cực kỳ cuồng ấy. Thông qua những lời thừa nhận từ người đàn bà này thì ta có thể thấy, thứ ả có tình cảm chính là Pochita, chứ không phải Denji. Tức là từ đầu tập 1 cho đến mãi tập cuối về sau, cái thứ mà Makima khi mà nhìn vào Denji đó là nhìn vào Pochita chứ không phải nhìn vào Denji. Anh em hiểu không? Vì vậy, cô đã lập ra một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo, trao cho nam chính một tình yêu trước rồi tước bỏ nó dễ dàng, thao túng điều khiển. Hơn nữa, thứ cô nhắm tới chính là chân dạng quỷ cưa chứ không phải một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Một tình yêu điên rồ dành cho Pochita. Tạm gác lại vấn đề tình cảm, tớ phân tích qua một chút về cách quỷ cưa đến với trái đất. Với một hình dạng đồ sộ gầy góc thì việc thu nhỏ thành một con chó đồng thời chui tọt vào thế giới con người một cách bí ẩn. Để giải thích cho điều này thì tua ngược đến màn combat khi Denji mất kiểm soát. Trong khi dạng quỷ cưa, cậu đã bị ném ra khỏi địa cầu. Và để có thể sống sót, tên quỷ này đã moi trái tim ra và ném xuống lại trái đất. Và từ trái tim này đã hình thành lại cơ thể hoàn chỉnh cho quỷ cưa. Điều này đồng nghĩa với việc hắn có khả năng chuyển giao ý thức đến bất kỳ đâu, miễn là trái tim nó còn sống. Và trái tim đó chính là của Pochita. Denji đã tận dụng khả năng này để đánh lừa Makima. Một mặt thì cậu dùng trái tim để tạo thành một cơ thể giả, mặt còn lại, cơ thể thật không cần trái tim vẫn đủ sức chiến đấu như bình thường. Quay trở lại trận chiến khi xưa ở dưới địa ngục với 4 kỵ sĩ và những con quỷ vũ khí. Có lẽ Chainsaw Man đã bị dính đòn vào ngay tim. Hắn dùng hết sức bình sinh đưa Pochita đến trái đất với hy vọng sống sót, đồng thời làm lại cuộc đời. Mang tiếng là một anh hùng địa ngục, phần nào trái tim quỷ cưa đã từng muốn một cuộc sống bình thường giống như Denji. Cho nên Pochita mới bảo vệ Denji khỏi chính bản thể gốc của mình. Nên chúng ta có thể hiểu cánh cửa khép kín trong tâm trí nam chính cũng là thứ giam cầm chân dạng quỷ cưa. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu sự thật về sức mạnh quỷ cưa, tình yêu mãnh liệt Makima dành cho Denji. Anh em có còn thấy chi tiết nào sai sót hay cần góp ý hay không? Hãy comment phía dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm nhé. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai.
Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!